Bất kể kết quả xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông có ra sao, thì bạn cũng nên nhanh chóng đăng ký xét học bạ vào UTEC ngay hôm nay để thổi bay áp lực trượt đại học. Kiểm tra ngay học bạ trung học phổ thông nếu tổng điểm trung bình 3 học kỳ, học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên, hoặc tổng điểm 3 môn lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Nhanh tay đăng ký xét học bạ để giữ lấy cơ hội trúng tuyển cho mình. Chọn UTEC, chọn thành công!